và các bạn đang đến với chương trình trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals, số phát sóng đặc biệt tổng kết chuỗi sự kiện do HTV và Heineken phối hợp tổ chức trong suốt hơn 4 tháng qua. Vâng, 4 tháng với rất nhiều hoạt động và chương trình đã mang đến cơ hội trải nghiệm quần vợt đỉnh cao cùng với người hâm mộ Việt Nam. Lần đầu tiên, một chuỗi các giải đấu được tổ chức ở 4 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Vũng Tàu để tìm ra những đôi vợt xuất sắc nhất, giành phần thưởng đặc biệt là chuyến đi đến Turin nước Ý, theo dõi giải đấu kết thúc mùa ATP Finals. Bên cạnh đó thì phần thưởng giá trị này còn được dành cho khán giả truyền hình khi theo dõi và tham gia dự đoán thông qua chương trình trải nghiệm đỉnh cao US Open. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua hành trình tìm kiếm những chủ nhân may mắn của tấm vé đến thành phố Turin nước Ý nhé. Những màn thi đấu và dự đoán trúng thưởng của chương trình trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals do Heineken phối hợp cùng đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra vô cùng sôi nổi ở các chặng Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu cao nhất là mang đến những trải nghiệm đỉnh cao cho các đối tác, khách hàng của Heineken và người yêu quần vợt trên phạm vi cả nước. Với phần thưởng lớn nhất là tấm vé đến Ý theo dõi 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới tranh tài. Ở mỗi sự kiện, tại mỗi thành phố, nhiều câu chuyện thú vị đã được ghi nhận. Các vận động viên có thời gian tập luyện quần vợt khác nhau, tuổi đời, nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều có điểm chung là niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn và khát khao được chiêm ngưỡng tận mắt những thần tượng thế giới. Chính vì thế, người đam mê quần vợt từ những tỉnh thành lân cận cũng đến tham dự, tạo bầu không khí thi đấu sôi nổi và giao lưu cởi mở, hào hứng xuyên suốt. Càng vào những vòng cuối là sự bùng nổ của các đôi tay vợt và cảm xúc vỡ òa khi giành chiến thắng là những gì còn động lại đối với các vận động viên xuất sắc. Tính hấp dẫn ở các trận đấu tại Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp lửa cho những người hâm mộ lỡ hẹn với tấm vé đi Ý tiếp tục tham gia chương trình dự đoán trúng thưởng trải nghiệm đỉnh cao US Open với những phần thưởng hấp dẫn mỗi ngày, nhưng cao nhất vẫn hướng đến chuyến đi trải nghiệm ATP Finals tại Turin, nước Ý. Thông qua các chương trình do Heineken phối hợp cùng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals, khán giả còn được biết thêm những thông tin bổ ích từ chuyên môn đến bên lề của làng quần vợt thế giới. Qua đó mở rộng cộng đồng đam mê quần vợt trên cả nước và tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho chính khán giả khi được trúng những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Mỗi vận động viên, mỗi khán giả tham gia đã góp phần vào thành công của chuỗi sự kiện cùng Heineken trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals, bởi chính sự quyết tâm và đam mê của họ đã giúp những trải nghiệm của chương trình thêm phong phú. Sau khi theo dõi đoạn clip vừa rồi thì Như Bình rút ra được một điều, đó là chơi thể thao thường xuyên không chỉ giúp cho mình khỏe mạnh thôi mà còn có thể mang đến những cơ hội tuyệt vời, như là mình có thể giành được một chuyến đi Ý chẳng hạn gì vậy anh ạ. Đúng rồi, nhưng mà Như Bình nói đúng thôi, nhưng mà chưa có đủ nữa. Tại vì phải chơi hay mới vô địch và giành phần thưởng được, đúng không ạ? Nhưng mà nói thế thôi, mẹ anh vẫn đồng ý với Như Bình là chơi thể thao, dù là ở mức độ nào, trình độ nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn đều có được nguồn năng lượng tích cực mà thể thao mang lại. Và với nguồn năng lượng đầy hứng khởi đó, những thành viên của chương trình trải nghiệm đỉnh cao ATP Finals đã vừa trải qua một tuần lễ cực kỳ đáng nhớ tại Hà Lan, nơi khai sinh ra hãng bia Heineken, và Ý, nơi diễn ra giải kết thúc mùa ATP Finals. Và ngay sau đây, hãy cùng theo chân nhóm phóng viên của HTV để trải nghiệm những điều thú vị đến từ chuyến đi đặc biệt này. Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1970, ATP Finals đã bước sang kỳ thứ 53. Theo ký kết với ATP Tour, thì Turin sẽ là thành phố chủ nhà của giải đấu trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2021 đến năm 2025. Giải đấu được mệnh danh là kỳ Grand Slam thứ 5 ở trong năm, làm cho thành phố Turin trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn với du khách trên khắp thế giới. Turin, hay theo cách gọi của người Italia là Torino, nằm ở phía tây bắc của Italia, gần với dãy Alps, một nơi được du khách chọn lựa như là một điểm đến thú vị cho các chuyến đi quanh vùng Piedmont. Thành phố ta được sức hút với những ai yêu chuộng văn hóa và lịch sử, vì nơi đây có vô số viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, cung điện, đền đài, nhà thờ, nhà hát opera, rạp hát, vườn cây, khu công viên, quảng trường và nhiều cảnh quan khác. Turin còn được biết đến với những đội bóng lừng danh như Juventus và Torino. Việc giành được quyền đăng cai giải đấu kết thúc mùa dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất dường như làm cho Turin được biết đến nhiều hơn. Với những khán giả giành được giải thưởng hấp dẫn đến Turin xem ATP Finals trong loạt chương trình trải nghiệm quần vợt đỉnh cao trên HTV,
thành phố Turin đã đem lại cho họ một ấn tượng khó quên. Dạ, em cảm thấy rất là vui. Đây là lần đầu tiên em đến Turin. Trước đây là em biết được cái thương hiệu ô tô Fiat, là em chỉ biết tên thôi. Thì khi mà hôm nay em đặt đến chân của thương hiệu Fiat, em rất là vui. Và ở đây cũng nổi tiếng về chocolate Nutella, mà em món mà em rất là thích. Cũng như là về khung cảnh ở Turin rất là hùng vĩ vì bao bọc bởi dãy Alps và những cái tòa lâu đài cổ kính, là em rất là háo hức. Thật sự đây là cái lần đầu tiên Long đi Ý, cũng như là lần đầu tiên đến thành phố Turin, một cái nơi mà mình có thể nghe nhiều tên tuổi của đặc biệt là đội bóng thành Turin Bà Đầm Già. Tuy nhiên là lần đầu tiên bước tới đây thì thực sự là cảm thấy rất là, có thể là trên đoạn đường đi từ Milan về đây, mình cảm giác một cái gì đó nó khác biệt hoàn toàn những cái nơi mà Long cũng từng đi qua trên thế giới, cũng nhiều nước đã trải qua. Tuy nhiên là đối với Turin thì rất là khác biệt, đặc biệt là cái màu sắc của những cái cây cối xung quanh, và đến đây thấy cái không khí của giải đấu nó rất là sôi động, và mọi người rất là thích thú với thành phố này, và hy vọng là tất cả đoàn của Heineken đến đây cũng rất là thích thú với thành phố Turin này. Những cái khác biệt, những cái trải nghiệm này thật sự là rất là quý giá đối với mọi người. Chuyến đi trải nghiệm quần vợt đỉnh cao không chỉ đem lại cơ hội cho người hâm mộ quần vợt Việt Nam thưởng thức những trận đấu đỉnh cao WTP Finals, mà còn được đặt chân đến những địa điểm hấp dẫn du khách tại châu Âu. Trước tiên là tôi xin cảm ơn HTV và Vinh Cân đã tổ chức một cái chương trình đặc sắc và chuyên nghiệp. Tôi được đến thủ phủ Vinh Cân. Hôm nay tôi đang được trở về Vinh Cân. Cảm nhận được cái gì đấy sâu sắc. Vinh Cân từ HTV đã đem lại cho người trải nghiệm quần vợt đỉnh cao ATP Finals thực sự mang lại một món ăn tinh thần ý nghĩa dành cho khán giả của HTV, và chuyến hành trình đến Turin cho giải đấu đỉnh cao vào cuối mùa đã để lại một kỷ niệm đáng nhớ với tất cả những thành viên trong chuyến đi này. Đúng là những trải nghiệm có 102 mà cả Mai Anh và có lẽ là Như Bình đều đang cảm thấy khá là ghen tị với các thành viên của chuyến đi đặc biệt này. Việc được tận hưởng bầu không khí đỉnh cao tại nhà thi đấu Pala Alpitour chắc chắn cũng sẽ khiến tình yêu quần vợt của những thành viên trong đoàn thêm mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và đó cũng chính là mong muốn và cũng là thông điệp mà HTV cùng với Heineken muốn gửi gắm thông qua chuỗi sự kiện này, mang đến những cơ hội tận hưởng thể thao đỉnh cao, từ đó có thể duy trì được niềm yêu thích và thói quen tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam. Một hành trình vừa khép lại, nhưng những hành trình mới của năm 2023 vẫn đang chờ chúng ta ở phía trước, với rất nhiều những dự án táo bạo khác được ấp ủ bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV và đơn vị đồng hành Heineken. Đến đây thì Mai Anh và Như Bình cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt hơn 4 tháng qua. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo với nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn nữa. Xin chào. Quấy đảo vũ trụ Starburst và tạo nên bản sắc riêng của bạn, đậm chất Heineken. Tận hưởng các giai điệu refresh trong đa vũ trụ âm nhạc và thử thách giới hạn bản thân, đạt thứ hạng cao để quy đổi điểm thưởng. Hãy tải app Heineken Starburst để cùng khám phá và nhập cuộc ngay.